hơn 100 cảnh sát đã tiến hành kiểm tra công ty dược phẩm Sanofi, một số lò giết mổ gia súc ở miền nam nước Pháp và một lò mổ khác ở Girona, Tây Ban Nha. Sau chiến dịch này, 4 bác sĩ thú y, 13 người kinh doanh thịt ngựa và đối tượng làm giả các giấy tờ thú y cho số ngựa được sử dụng để sản xuất huyết thanh ngừa bệnh dại và uốn ván đã bị bắt. Đây là một vụ bê bối nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn vụ thịt ngựa giả bò hồi đầu năm. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc này. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy hiện vẫn chưa phát hiện các sản phẩm thịt ngựa nói trên chứa độc tố gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng. Công ty Sanofi cũng tuyên bố đang hợp tác với nhà chức trách để điều tra về khả năng có gian lận trong vụ việc, nhưng khẳng định việc sử dụng số thịt ngựa này không gây nguy hại đối với sức khỏe của người tiêu dùng, bởi ngựa chỉ được sử dụng làm nguồn cung cấp máu để sản xuất huyết thanh phòng bệnh, chứ không được sử dụng để thử thuốc.